Cảm ơn bạn đã ghé thăm Trạm Đọc, nơi dừng chân của những người yêu sách. Trạm Đọc cùng với tác giả Minh Đào sẽ mang đến bài viết Khi nào bạn thôi so sánh. Hãy cùng lắng nghe nhé. Bi kịch khi so sánh bản thân với người khác là có quá nhiều người khác. Kẻ thì học giỏi hơn, kẻ thì người đẹp hơn, kẻ thì nói chuyện khéo hơn. Sau một hồi thì bạn chẳng còn biết đang so sánh mình với ai. Thế là bạn dùng ưu điểm của hàng trăm con người để tấn công khuyết điểm của một người. Nếu lấy người đời làm tiêu chuẩn, bạn sẽ có hàng ngàn tiêu chuẩn, và trong trường hợp này, quá nhiều tiêu chuẩn nghĩa là không có gì. Bảo sao bạn cảm thấy tệ khi nhìn vào Facebook hay Instagram, bạn có thể hơn được anh này, em kia, nhưng không bao giờ có thể hơn được người khác. Và vì tất cả đều cùng dùng nhiều tấm gương một lúc để soi chiếu, nên ai cũng hoảng loạn vì không biết phải noi gương ai. Chúng ta đều là thủ phạm, lại đều là nạn nhân. Một trò chơi mà không ai thắng và tất cả đều thua. Nếu chúng ta coi việc chiến thắng kẻ khác là một mục tiêu, đây sẽ là một cái đích luôn di động. Vì vậy, bạn sẽ chẳng bao giờ đến được đích. Kẻ khác luôn có thứ mà bạn không có. Ai đó trên Facebook có người yêu ổn hơn, lương cao hơn, nhiều bằng hơn. Nếu chỉ dùng một người cố định để ngước nhìn, có lẽ chúng ta sẽ không phải chảy nhiều nước mắt đến như thế. Con trai ghen tị, ông có gì hơn tôi, mối quan hệ hai người. Con gái ghen tuông, nó có gì mà người yêu lại thích nó hơn mình, mối quan hệ tay ba. Và con người thì ghen tức, gato, lấy vô số người đời để làm chuẩn so sánh. Tất nhiên, ngưỡng mộ người khác cũng tốt, trừ khi trong lúc đề cao họ, bạn không chà đạp bản thân mình xuống. Cách duy nhất để chiến thắng trong cuộc chơi này là dừng cuộc chơi, mua vé chuyển sang trò chơi khác, như so sánh mình với mình của ngày hôm qua, hoặc dừng trò so sánh lại. Khi càng biết mình muốn gì, thì bạn sẽ càng thờ ơ với sự thành công ngoài kia và cảm thấy bớt thất bại về mình. Giống như chẳng ai nhìn Bill Gates để cảm thấy mình nghèo, chỉ là ông ấy không liên quan. Bạn sẽ bớt bực hơn nếu có một bộ tiêu chí cho những ham muốn của mình. Giống như nếu bạn ăn chay, tất cả những món ăn sang chảnh cũng chẳng làm bạn động lòng, chỉ là bạn không còn hứng. Khi đó, đây không phải là ham muốn của mình, là câu thần chú bạn có thể sử dụng để nhắc lại mỗi khi bạn gato. Thời đi học thì chúng ta dễ buồn vì thứ gì cũng coi là quan trọng. Điểm số là quan trọng, giáo viên, cả lớp quý là quan trọng, học sinh giỏi là quan trọng, nhìn khuôn ngầu là quan trọng. Vì cái gì cũng quý nên bạn chẳng biết cái gì đáng quý. Biết cái gì không quan trọng, cũng quan trọng không kém, biết mình quan trọng điều gì. Cảm ơn bạn đã lắng nghe Trạm Đọc và tác giả Minh Đào. Nếu yêu thích những nội dung Trạm Đọc chia sẻ, đừng quên like, theo dõi và chia sẻ video của Trạm nhé.